Mở mở công tắc chưa? Rồi, có công tắc đâu mà. Đây. Vô số lại à. Đâu lên sao á. Để lỡ mày chừng mày buông tao cái mặt nữa. Còn chứ rồi. Rồi được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi được rồi đấy. Vậy là còn được là chưa được. Cứng luôn. Hết được mới được. Rồi. Nặng không? Nặng. Bữa nay đi chơi cẩu ở đâu? Chở chủ điện ở trên An Giang. An Giang trở về hả? Trời ơi. Tới 60 cây lận. Thôi chạy thử Thành á. Quẹo ngang cái đi. Ăn. Này Thành đề máy nè. Đề kiểu gì vậy? Kiểu Úc hay gì vậy? Nghe gì nè. Hướng này chạy gió được mà làm này rồi.
luôn. Cắm vô đây nè. Rồi đây nè, cắm vào luôn.
lại thành không á? Sao lại? Chạy vô số. Vô số rồi, chạy phải vô số. Đó, tao để số tao chạy hoài đi. Cái chỗ tao xa xa cái tao ngừng lại tao đựng ve. Đâu hư. Lên mượn 2 cây 7 đi. Lấy 17 đi. Rồi dặn lính chạy đừng vô số luôn, lấy gì hư. Chạy số 1 phải qua cua bọn gì chứ. Số 1 từ từ từ. Nhiều ông có hộp số chạy vậy đó. Qua lên. Qua vô. Trời ơi ông mày miêu dở thì chứ. Nãy giờ khách đi cái kéo theo biết làm gì để đề máy. Giặt này nhiêu mét? 10 mấy mét? 15 mét không? Dạ. Chắc 12 mét quá. Nào. Đây này nè. Chạc nè, 14 mét. 14 hả? Xe xích ha. Đây ngang 4 mét rưỡi. 4 mét 5. Nhìn ra đó con không? Nó nhìn thấy đó. Nhỏ là có, tự lấy luôn đi nhỏ. Thằng này thấy không xong. Con biết 17 rồi. Có số 1 chứ số 7 là 17 đó con. Biết chưa cha, chọc lắm mấy hả? Cây được rồi. Cây cũng được nữa. Nay có mallet nè. Cây được rồi. Phải số 1 chứ số 7 không? Chắc tôi không biết chìa khóa 7 à. Dân đua xe thấy ngưng không ha mà nó 7 nữa. Phóng. Em đua xe mà sợ thôi. Ừ, tốc độ 100 không mà sợ gì. Cứ nhảy xuống đó có tốc độ có mấy hả? À? Có 4 năm hả? À? Rồi đưa cho Thành nó xiết. Isuzu 4DB1 nha. 4BD1 nha. Isuzu 1 tắc lẻ 2 đó nghe Thành. Đừng nói hồi đó giờ chạy máy không biết Isuzu mấy nè. Ủa đâu tắc rồi. Đừng tắc hả? Chạy với biết cắm đầu chạy không mà Thành. Chạy với hộp chốt bọc gì không còn chứ. Rồi nó xay luôn. Xay luôn phải không? Chịu lấy 2 cây hả? Quỷ lấy 1 cây à. Chạy đi. Có cái mô lết kìa. Mô lết chịu. Mà cũng khó lắm à. Lòn tay sao chịu tới lính. Nhỏ. Rồi xuống rồi đó. Đúng rồi. Thôi vậy mày chịu thôi chàng. Cái này nè, cái này trước. Rồi. Cứng ta. Cái kia. Cái kia còn mềm. Đó đây. Hết rồi, hết được rồi. Nó lấy không được hả? Chịu khóa. Nó lấy trong. Chịu khóa trong, nó lấy trong không được luôn. Đấy. Không, đụng cái kia. Giờ đó, dính này, dính này, dính này. Dính này. Ok, bởi vì sắp quậy đó. Dạ. Rồi, cái này chỉnh lại không? Cái đó dặn lại cái nữa đi lính ra. An toàn. Giờ thằng nào chịu ngoài đi. Ôi, ông cái mà cái chìa khóa ông dặn con tao chịu ngoài đi vui. Ha, đúng không? Dạ. Ở trong này tao dặn 2 con. 100. Mấy đồ xe biết mẹ gì vụ này. Biết không tình. Máy sau biết. Không? Nói cái y chang này không? Biết danh chích không? Có tìm chích gì không? Dạ, không. Không à. Mở tính tiếng là nghi rồi. Nãy xe mà... gỡ ra chở được. Mới nãy mày. Mới nãy mày thấy thằng kia chở lên xe chứ. Ờ, chở như con heo thấy không? Xì ke đó. Y như con heo luôn đó. Y gan luôn không sai. Không anh không em ha, xì ke. Nó lâu lắm rồi, 3 4 năm rồi. Ghê thiệt. Y như con heo luôn. Trời. Đâu đó gì trời chút xíu mềm xài mà ông ơi. Rồi ok để tôi đợi cho ông ơi. Để nó ghê mẹ rồi. Mở mở công tắc chưa? Rồi quốc đi, ông quốc đi chạy ha. Có công tắc đâu mà. Đây đổi nước cho nó sạch.
theo. Rồi cái máy ăn nước còn hơn là Mỹ uống bia nữa các bạn ơi. Thôi chúc bạn thử lộ bình an nha. Là đóng cọc đóng cừ hôm trước làm cái búa đóng là của cái vàng này đó các bạn, cái cảnh trượt nó trượt vô đây nè, trượt vô cái vàng V này nè. Dễ mà lên nó khó. Đó luôn. Mấy giờ về Linh? Nay là tới chiều quá. Mày thấy ghét không? Trong cơ khí thì không nói lớn nhỏ hoặc là nó có làm việc nó có hiệu quả hay không. Rồi kết thúc video các bạn ơi.